Chào các bác nhá. Hôm nay shop xin giới thiệu với các bác cái mẫu giò mới nhá. Cái mẫu giò đa năng, giò bẫy gà đồng, cúm núm hay là bẫy cuốc nhá. Cái mẫu giò này là cái mẫu giò bằng dây cước chân đồng. Ở mỗi một bộ này là có 20 chân các bác nhá. Anh em đơn giản gọi cái bộ này gọi là bộ giò cúm núm nhá, giò cúm núm. Hàng này là hàng đặt nhá các bác nhá. Cái này thì anh em chơi lâu thì gọi cái giò này gọi là giò đa năng. Cái loại này ấy là sẽ bẫy được cả gà đồng này, hay gọi là cúm núm này là một này, cuốc là hai này, bẫy được cả gà rừng là ba này. Bây giờ kết cấu của bộ giò là sẽ là như này các bác nhé. Cái bộ giò như này, đây là nguyên cái bộ giò ấy sẽ nằm ở trong cái đai dưỡng. Các bác mua về nguyên si sẽ có cái đai dưỡng như này nhé các bác nhé. Đấy, có cái đai dưỡng như này. Phải đợi tôi lấy cái kéo để cắt ra nhé. Đây các bác xem kỹ này, cái sợi cước mình lại chân đồng này. Hàng này là hàng chân đồng các bác nhá, hàng chân đồng. Thế bên cạnh cái giò bẫy thì shop cũng có cung cấp cả con mồi giả cho các bác chơi như là cuốc, cúm núm nhá. Hàng toàn hàng tuyển thôi, hàng nào cũng là đẹp nhá. Cái giá hơi cao, các bác tham khảo nhá. Đây cái dây liên kết là làm bằng dây dùng siêu bền dạng một sợi để cho nó hạn chế cái độ rối nhá các bác nhá, hạn chế độ rối. Còn cái dạng mà dạng dây liên kết mà xe vào nhau ấy thì nó hay bị rối hơn. Còn dạng xe bốn sợi vào nhau ấy hay là ba sợi vào nhau ấy, nó rất hay bị rối. Còn dây liên kết này là dây liên kết một sợi này, dây dù siêu bền là cực kỳ bền luôn mà nó hạn chế bị rối nhá. Con rối thì rất là dễ gỡ dễ. Đây là cái đai của nó, đây đai cái vòng dưỡng này. Bộ này là sẽ có 20 chân các bác nhé, 20 chân để lấy vòng dưỡng ra. Các bác cầm đây này, các bác quấn nhỏ lại này, đây, quấn nhỏ lại và các bác lấy ra ngoài. Đây cái đai dưỡng ra ngoài này, đây là cái đai dưỡng nhé. Đây là bộ giò, giò này thì gọi là giò đa năng, chất liệu bằng cước cực kỳ là bền nhạy nhé. Cước thì đặc biệt là nó không có bị xoăn, độ bền độ nhạy nó rất là tốt. Thế cái này thì ngày xưa là có làm bằng cái khuyên đồng mà theo kiểu khuyên số 8 ấy, nhưng mà đợt hàng này đã cải tiến nhé, đã cải tiến sang khuyên đồng, sang khuyên đồng mà khuyên đồng 4 ly này là cực kỳ là chắc, đảm bảo nó không bao giờ bị đứt, không bao giờ bị tuột nhé. Cái đoạn phần cuối đấy này, cuối cước này này mới khuyên đồng ấy là bằng dây dù siêu bền nhé, dây dù siêu bền. Cái giò này ấy, thì làm theo kiểu giò Thái Lan, giò Thái Lan nó kiểu như là giò đá ấy, là cái đoạn dây dù nó ngắn này thì cái khả năng nó bị bung giò ra là ít, nó ít được khả năng rối, các bác chơi sẽ dễ chơi hơn nhé. Và phần liên kết giữa dây cước và cái chân này này là nó xoắn vào với nhau dài chừng khoảng 8 phân này này, và toàn bộ cái này ấy, là buộc bằng dây dù siêu bền cuốn hết một lượt. Cái này là cái mối liên kết các bác là đảm bảo cái mối liên kết giữa cái dây cước chính này và cái chân này là không bao giờ đứt nhá, bảo hành cho các bác là không bao giờ đứt. Thế cái giò này ấy, là giò theo kiểu Thái Lan này, chân đồng nha các bác nhá. Giò này là giò bẫy đa năng, có thể bẫy được gà đồng, bẫy được cuốc, bẫy được cả gà rừng luôn nhá. Bây giờ là anh em chơi gà rừng cũng rất nhiều anh em thích cái loại giò cước như thế này. Đấy, cái giò này là giò đa năng, hàng đẹp, giá tiền nó hơi cao một chút các bác nhá. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ trực tiếp với shop để được tư vấn về giá cả nhá. Thế còn giá nó sẽ rất là cao, anh em chơi đẳng cấp thì rất thích loại này. Thế còn nó có một cái loại nữa là mà công khai giá cho các bác luôn nhé, để các bác nắm được cho nó dễ mua hàng. Cái bộ này thì giá sẽ là 400.000 trên một bộ, đã bao phí cho các bác rồi nhé. Đấy, hàng giá rất là đắt, 400.000. Thế còn nếu mà cái loại giò bằng dây cáp mà là chuyên để bẫy cuốc không ấy, chân thép ấy, thì nó sẽ rẻ hơn, nó có chưa đến 300 đâu. Như cái giò này là giò chân đồng, dây cước gọi là giò đa năng, nó là 400 một bộ các bác nhé, 400 một bộ bao ship. 400 một bộ ở đây là một bộ đã hoàn chỉnh, có cả đai dưỡng nhé, có cả đai dưỡng này luôn cho các bác này. Đấy, là bao phí cho các bác về tới nhà luôn. Thế còn các bác mà mua cùng mấy đồ khác hoặc là mua nhiều thì sẽ có chiết khấu nó rẻ đi nữa nhé các bác nhé. Đấy là cái giá công khai của cái bộ giò là như vậy, cho các anh em xem video rồi nắm được luôn.
Hàng này hàng rất là đẹp các bác nhé, rất là đẹp này, hàng chuẩn, chân đồng, chân đồng này, dây cước này là cước xịn này, khuyên đồng to chắc chắn nhá. Giò này là giò bẫy cúm núm, anh em chơi rất là ưng ý, rất là nhạy, và ngoài ra là bẫy được cả gà rừng nhá các bác lưu ý. Anh em chơi gà rừng giờ cũng rất thích chơi cái giò cước này nhá. Cái này khi các bác không bẫy thì các bác sẽ bỏ vào lại vào trong cái khung dưỡng, thì là đảm bảo cái sợi cước giò của các bác lúc nào nó cũng tròn nhá, lúc nào cũng tròn vo luôn. Các bác lại cài vào khung dưỡng, các bác quấn nhỏ lại, quấn nhỏ khung dưỡng lại và gài dây này vào, gài cái bộ mình vào nhé. Rồi gài cho nằm hết ở trong vành, sau đó các bác lại giãn khung dưỡng ra, giãn ra cho nó vừa đủ căng. Đấy, lại kéo ra đủ căng, vậy là nó sẽ tròn suốt nhé. Đây, mẫu giò này phải nói trước với các bác là nó đắt tiền, tiền nào của đấy thôi. Làm cái này là nó cũng cầu kỳ và giá nhập vào rất là cao nhé. Đây, bây giờ đang là mùa bẫy gà đồng, anh em rất là chuộng cái giò như này. Để giới thiệu với các bác cái mẫu giò đa năng mới. Bên cạnh các mẫu giò này thì còn con mồi. Các bác nhìn thấy con mồi này, con mồi bên xốp rất là đẹp. Lưu ý là toàn bộ con mồi là con mồi trống nhé, con mồi trống rất là đẹp nhé, con mồi gà đồng. Rồi các bác có nhu cầu thì mua đồng liên hệ với lại shop nhá. Con này là con còn hơi non, nó hơi vàng vàng một chút. Đây, con gà nó không được đen lắm. Đây, con mồi này là lột da, lột da nhồi bông. Đây, lột da nhồi bông này. Đây, ngoài ra con cuốc cũng rất là đẹp. Anh em có nhu cầu cần mồi bẫy thì mua đồng liên hệ với shop nhá. Đẹp cực kỳ luôn, giống như con cuốc thật luôn. Rồi, xin chào các bác nhé, hẹn gặp lại các bác trong những video sau.